Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Bố ơi mình đi 30 size cắt tóc. Và bên cạnh tôi là bé An Khánh Tôm và bé An Kỳ Tít. Và hôm nay hai cháu đi cắt tóc với ai? Với bố Cường ạ. Ok, và một lúc nữa chú sẽ dẫn hai cháu lên để thay đổi kiểu tóc của mình nhé. Vâng ạ. Cảm thấy kiểu tóc mới của mình có đẹp không? Có. Thế có thích không? Có. Thế con bé này thì sao? Có. Em có thể hỏi cảm nhận của anh được không ạ? Mình cảm thấy kiểu tóc của các bé đấy, mình cảm thấy rất hài lòng và những kiểu tóc rất ấn tượng. Rất cảm ơn gia đình đã ngày hôm nay đã đến với 30 size và hy vọng rằng là sẽ được gặp lại anh cũng như là các bé trong những lần sau ạ. Còn các bạn khán giả thì sao? Ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.